Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Nhật Bãi Tới Dương. Trong video clip ngày hôm nay thì cả anh em lại lên cho các bác dòng phẩm mà các bác quan tâm, đó là những chiếc quạt Nhật nội địa, cũng là những dòng phẩm mà vừa mới cập bến tại cửa hàng các bác nhé. Hôm nay thì em có một chiếc mít cây, tức là hãng Mitsubishi đấy. Đó là một chiếc mít cây có sải cánh 40 và chiều cao là 2 mét. Nó là một hàng nhà siêu siêu đẹp nhé. Hàng này thì là nó được xếp vào top, là gọi là gần như là shop hàng VIP. Trên tất cả các clip thì các bác thường thấy là những chiếc quạt cây có sải cánh 35 thì cánh 40 thì với nhà em thì cứ rất là ít, mà về chiếc nào thì giá trị của nó khá là cao. Thế nên là các bác có nhu cầu về những dòng mà có giá trị cao thì alo cho em nhé. Cánh 40 luôn, không phải nói đến cánh 35 nữa mà là cánh 40 luôn đấy. Con này thì đẹp tắt điện luôn, đẹp tắt điện luôn nhé. Để trưng bày không gian phòng khách của các bác có chiều, có không gian rộng từ 4 đến 50 mét vuông trở lên để sử dụng con cánh 40 này thì đẳng cấp tuyệt vời luôn đấy, cánh 40. Cũng như hôm nay thì em sẽ có một chiếc quạt na bàn hàng gang sắt toàn bộ, gần như là cũng là gần như mới cứng, và thêm một chiếc có thương hiệu, đó là dòng Fuji. Dòng Fuji con này là màu tím, con này là Fuji màu tím đẳng cấp nhất, gần như là nhất nhì hiện nay, cánh ngược. Và một chiếc quạt lửng, đó là một chiếc La Tời vẫn còn nguyên thùng xốp sách đầy đủ các bác nhá. Gọi La Tời có nghĩa là gần như nó cũng là được xếp vào cái top hàng đẹp, hàng chất lượng, xốp sách đầy đủ. Và một chiếc quạt hy bàn cũng là cái dòng quạt đẹp, gần như là cũng xuất sắc. Để giới thiệu với các bác thì là lôm la là hôm nay những chiếc này thì cách đây có 4 5 5 7 clip thì em cũng có một dòng phẩm hàng xuất sắc, em cũng đã bán rồi, nhưng mà hôm nay lại có thêm một chiếc tương tự và độ mới khá là cao. Cùng với các bác đam mê về dòng lồi áp suất các bác nhé, lồi áp suất nhà em thì có bạc ngàn luôn. Còn tất nhiên là cái giá trị của từng dòng phẩm một đẹp đâu tiền đến đấy, không hề giống nhau. Tức là em vẫn bán thường xuyên, kể cả bác đến tận nơi các bác lấy rồi, có những bác thì là mua trực tiếp em gửi rồi, nhận rồi, rất là ok. Thì là cũng như là cái dòng phẩm đầu tiên em muốn giới thiệu với các bác thì các bác theo dõi. Hôm nay thì em sẽ ưu tiên về những chiếc quạt đẹp để các bác lựa chọn trước nhá. Và những chiếc lồi thì tí em sẽ lên từng chiếc một. Toàn hôm nay là 6 lít và 4 lít rưỡi thôi, toàn những chiếc đẹp và mới thôi các bác nhá. Đây là sẽ lên chiếc siêu phẩm màu tím này. Màu tím thì chiếc này nó nặng không kém về một con la xoáy luôn. Nó là một chiếc quạt bàn nhưng đúng là nó đẳng cấp và nó nặng các bác nhá. Đây là một trong những thương hiệu rất nổi tiếng của dòng Fuji. Fuji mà VIP như này là nó là dòng rất là ít, thông thường nó có giá tầm khoảng 12, 13 cho đến 15 triệu. Tức là những chiếc này đấy, thông thường nó có đều có giá như vậy. Con này là đây là cái phần bản này là có nó cả một cái miếng, nó là một cái miếng lốc, có nghĩa là gần như là lốc dày luôn nha, cả một cái bản này, cả một cái bản đây này các bác này. Đây là cái vành này, đây cái bản logo này, nó là cả một cái miếng lốc dày, thân đế gang sắt. Con này thì cũng là gần như mướt mát luôn các bác. Màu tím này cũng là đặc biệt, nó là dòng đặc biệt luôn. Thông thường các bác chỉ thấy là màu đen này. Đấy, màu đen, màu lọ, màu kia, nhưng màu tím này là rất là ít luôn. Con này là màu tím để dây nó cũng màu tím luôn các bác nhá. Dây mới lại nguyên bản của nó này, bác nhìn nhá, màu tím luôn. Đấy, theo đúng con quạt luôn. Con này là bầu này của nó là cái hệ cũng là dòng gọi là bầu bom nhá, bầu bom tem đồng. Đấy, cánh của nó là dòng cánh nhựa đục nhá, cánh nhựa đục cũng màu tím luôn. Tất cả những ốc tai hồng này, ốc này là bằng lốc hết. Những dòng quạt VIP này là thông thường là
rất nhiều bác thích, tức là rất nhiều bác thích luôn. Tem của nó đây, tem đây là gọi tem đồng này các bác này. Đấy, con này mướt quá mướt luôn, bầu nhìn trông đã thích rồi. Nó thực sự các bác, nếu để mà chơi những con này đã có giá tầm khoảng 13 đến 15 triệu là chắc chắn là các bác có những bác đang sở hữu nó chứ không phải không đâu. Đấy. Con này cũng phải nói là đẹp, tắt điện zin nguyên bản hết toàn bộ nhá. Đấy. Từ kể cả từ lồng, từ con ốc zin hết. Mặt này là màu tím này. Nếu dòng Fuji cánh ngược, nếu con này có xốp thì nó rơi vào tầm khoảng 15 cho đến 17 triệu đồng các bác nhá. Nếu còn xốp. Đấy, còn trước này thì không có xốp nhưng mà nó thực sự các bác là rất là đẳng cấp. Đây là phần này là lốc này, phần này là lốc này. Đấy. Còn mới tinh thì được không phải các bác nhé, mới tinh thì không phải. Dòng này nó không kém bất kể một dòng phẩm nào, tức là nó không kém bất kể một dòng phẩm nào luôn. Cánh nhau hệ thì của nó là cánh ngược, chóp trước, chóp bóng, dòng ốc chí, cánh của nó cũng là cánh màu màu tím than luôn. Tức là có nghĩa là thân màu kính tím than thì cánh cũng màu tím than luôn. Đấy. Lồng này của nó là lồng mạ này. Riêng cái lồng mạ zin này thì là các bác rất là ít gặp. Thông thường là những chiếc này là của nó không bao giờ được còn được đẹp như này. Tức là cái đời này và đời cổ này không gần như những cái lồng mạ mà là còn được như này là rất là ít luôn. Đấy. Đẹp cực kỳ luôn. Đấy. Logo led căng này. Nói chung là dòng Fuji cánh ngược mà nếu mà nói để mà hàng đặc biệt thì nó là màu tím than này. Đây nó là màu tím than này, là rất là hiếm. Đa phần nó là màu đen các bác nhé. Đa phần là màu đen hoặc là màu lọ màu kia, chứ còn nếu màu tím than nó gần như là quá hiếm luôn. Đây xoay lên thì nó rất là rực, nhưng mà nếu mà thông thường của nó ấy, là nó cũng cũng bình thường thôi chứ nó không phải là rực cỡ như thế các bác nhé. Đấy. Còn tất cả kể cả cối xay này. Đây là cái gọi là ấy này, lốc này, ốc đít này cũng lốc hết này. Đấy. Con này gần như là mướt, quá mướt luôn, quá mướt luôn. Đấy. Giá thì cũng rất là hợp lý luôn. Các bác mà nhanh tay thì các bác alo cho em. Ốc của nó là cái dòng ốc nhôm. Đấy. Bên trong đẳng cấp luôn đấy. Con này nó không kém gì con Nationa một chút xíu đâu, nó còn đắt tiền hơn cả Nationa luôn đấy. Đấy. Dòng Fuji cánh ngược này. Mã trước này là 805 mà có giá là 10.05 nhé, 10.500. Bác nào quan tâm alo cho em. Em chỉ thích bán những chiếc quạt VIP rồi thôi. Và lồng của nó là quá đỉnh luôn, quá đỉnh luôn nhé. Đấy, tất cả của nó là gần như là quá đỉnh hết. Đấy, các bác nhìn những con này là để sưu tầm thì thôi rồi. Còn con này thì nó giá của nó nếu mà nó gọi là tầm khoảng 14-15 triệu trở lên cơ, chứ nó không phải ở cái tầm này phân khúc ở đâu. Em bán này em cứ theo cái giá mà em nhập về mà cảm thấy ok thì em bán thôi. Bác nào có nhu cầu alo cho em nhé. Tiếp theo thì các bác có nhu cầu về những cái dòng quạt có giá bình dân. Đây là chiếc thương hiệu Hitachi. Hitachi con này thì cũng mới đét đe luôn. Mới đét đe luôn. Tất cả của nó lồng mè đẹp này. Đấy, cánh màu xanh rêu. Logo các bác nhìn mới két kẹt kẹt luôn này. Bác nhìn logo mắt ngọc nhé. Con này là dòng logo mắt ngọc. Mới két. Đấy, các bác nhìn. Tất cả lồng của nó lồng mạ. Lồng mạ mới đẹp này thì vào những con vân gỗ nghiếc mà mắt ngọc mà lắp cái lồng mới này vào thì tiền nó sẽ đội lên khá là cao luôn. Bộ cánh này nữa. Đấy, những con này con hy bản đẹp, mặt này mặt rêu. Cái mặt sàn này là nó giống với cái mà tương đối với màu cánh. Tím số là tất cả số chữ số là vẫn còn nguyên là 1 2 3 này. 3 chế độ gió. Mặt lốc bóng liễng các bác. Lốc bóng liễng sáng loáng. Quá là đẹp luôn các bạn. Cũng như là đế này. Đế là sắt này, cốt sắt, cột sắt. Còn một số phần là nhựa, còn đâu là đa phần là sắt nhá.
Còn hy thì đương nhiên Hitachi thì cái bầu này vẫn là bầu nhựa này các bác này, mới đét, màu không lệch nhau một tí xíu nào luôn, từ trên xuống dưới là cùng một màu các bác nhé, cùng một gam màu luôn. Đấy. Đấy. Tất nhiên là nó qua thời gian nhưng mà nó để mà giữ được cái độ mới của một chiếc quạt nó cả một vấn đề các bạn, cả một vấn đề luôn. Dây dợ là vẫn còn đẹp đẹp tè đe luôn. Đấy. Tem mác, tem vẫn còn nguyên, đế mới đét, bầu đẹp, cổ đẹp, thân thủ đẹp, gần như là con này gần như là quá đẹp luôn. Có một tí gọi là tí thôi này, cấn ở chỗ này, tí thôi. Con này nó không cấn tầm 6 triệu cơ các bạn. Đấy, lôm la là nó có một tí cấn thôi, còn đâu con này là vì nó là sắt nên chất gió của nó là quá đẳng cấp. Đấy. Còn đâu là gần như là mới đét hết. Đấy. Từ logo, cánh kiếp, chóp chiếc, lòng sáng loáng luôn. Đây, cả logo, cả những cái lồng nó gần như mới đét đẹp đẹp luôn. Đấy, các bạn nhìn. Đấy, những con đó nhìn nó sướng mắt như ở chỗ đấy. Đấy. Mà giá tiền thì cũng hợp lý thôi. Chiếc này cánh 30 các bác nhé. Đấy, chiếc quạt bàn này các bác có thể để phòng khách, phòng làm việc và để chơi, để ngắm cũng ok. Và gió cái dòng này thì thôi khỏi bàn về gió, gió của nó quá đẳng cấp rồi. Đấy. Mã số nó là 807, có giá 4 triệu đồng. Bác nào quan tâm alo cho em nhé. Đấy. Có 4 triệu thôi. Những chiếc quạt đẹp này thì thực ra là có cái gì đâu, là chỉ có chậm một cái là thì là cũng đã không mua được rồi. Đấy, nhiều bác thích muốn có nó cũng không phải. Tiếp theo thì em sẽ lên các bác, đây là một chiếc gọi là la tời găng sắt. Con này xốp sách đầy đủ hết nha các bác nhé, xốp sách là đầy đủ này, sách hướng dẫn này. Đấy. Đây là bản đúng của nó này, đúng của con quạt luôn này. Xốp sách đầy đủ hết các bác nhá. Vẫn còn nguyên. Nguyên đét. Dây điện nguồn còn nguyên. Gông chặn con này là đầy đủ nhá. Con này còn gông còn chặn là đầy đủ hết. Mới cứng. Chưa bóc ra đã biết là nó mới cứng rồi. Gần như là người Nhật những cái dòng sản phẩm mà cao cấp này họ thường là họ rất chú trọng nó mà họ hay giữ gìn nó ấy. Mới lắm. Các bác thường thấy những con na tời mà mới như này chắc chắn là rất là ít luôn trên thị trường, quá ít luôn đó nhá. Đam mê về chơi quạt Nhật thì là những chiếc mới tinh còn nguyên gông nguyên chặn, xốp sách đầy đủ này, các bác nhìn nhé, vẫn còn đầy đủ luôn. Đấy, những chiếc như này nó đẳng cấp, thực sự là đẳng cấp, mà mới cần mới cứng luôn, mới cứng luôn đấy các bạn, mới cứng luôn. Các bác nhìn chóp này, mới tinh, mới chưa, các bác nhìn nha. Cánh cũng thế, cánh của nó cũng mới này. Lồng mè, tất cả mọi chi tiết của con quạt này gần như mới cứng hết các bác nhá. Mới cứng hết từ phím số cho đến mọi hình thức của nó. Các bác nhìn cái đây là tời này. Tời đây. Tời mà nó mới như này nhá là gần như là quá ít luôn đấy các bác. Các bác nhìn mới đét đe luôn. Thân trắng bóp, có nghĩa là cái nước sơn này. Đấy, thân cột. Rồi là tất cả hình thức từ logo. Các bác nhìn logo mới két kẹt này. Từng ly từng tí một luôn nhé các bác nhé. Vành này cũng vậy này. Vành như vậy này, mới đét. Con này thì nó cũng là một trong những dòng sản phẩm đẳng cấp. Đẳng cấp được gọi là độ mới cao,
mà lặng như cối la lỗ luôn. Cái tem của nó vẫn còn mới két này, cái tem này. Con này đời khá là sâu rồi đấy, không phải là ấy đâu. Nó ra đời vào những năm 50, các bác nhìn dây điện mới cứng cựa như là chưa sử dụng. Bầu sắt hết nha các bác nhá, con này thì găng sắt toàn bộ luôn, cả lúm chỉnh góc độ có này. Đấy. Mới cứng cựa. Sướng em bán thực sự với các bác là những chiếc mới như này nha các bác, không muốn săn tìm ở đâu thì săn, nhưng mà đã những chiếc mới như này thì gần như nó không có, tức là gần như nó không còn. Hiện tại bây giờ thì chỉ có những người phải chịu khó săn tìm và đấu giá thường xuyên thì mới có những dòng phẩm này. Còn nếu những bác mà gọi là thi thoảng mới lại muốn mua một cái mới thì gần như các bác cứ hỏi đấy, các bác cứ hỏi nhà em luôn, cứ hỏi hôm trước là hôm sau đã không còn, hoặc là hỏi sau mấy tiếng là không còn đấy. Vì ở những chiếc mới này nó gần như nó làm gì có đâu, nguyên đầy đủ tất cả mọi thứ như này thì gần như là nó rất là ít rồi đấy. Con này nó gọi là thuộc xếp vào dòng là la tời các bác nhá. Đây là gọi la tời các bác nhá. Chiếc này thì cánh 30 và cao của nó là 90 các bác ạ. Mới cứng cựa. Các bác có thích những chiếc như thế này vì nó quá nặng này. Đây là cơ xuống này các bác này, xoay đây là xuống này. Nó gọi la tời, nó ở chỗ đấy này các bác, vặn xuống này, lên thì các bác vặn ở đây là nó lên này. Đấy. Đấy, lên xuống các bác nhá. Đấy, vặn ở cái này nó gọi la tời. Đấy. Còn la tời này thì thôi rồi, mới tắt điện luôn. Đấy. Chiếc này thì em cũng cho các bác một cái mã số cũng như một cái giá, nếu các bác cảm thấy ok thì các bác liên hệ với em nhé. Các bác cứ thích cái hàng mới là quá ok rồi. Cứ mới là mình chơi thôi. Mã 806 có giá là 12.800.000 đồng các bác nhá. 12.800.000 đồng. Chiếc này nó còn chất hơn cả la xoáy các bạn. Nó chất hơn cả la xoáy luôn. Vì nó quá mới như này, nếu như mà những chiếc này mà mới như này ấy, tiền nó sẽ khác hoàn toàn luôn. Hôm nay em chỉ lên những cái dòng phẩm mới thôi các bác nhé. Vì là các bác có nhu cầu thì các bác alo cho em thôi. Còn hàng cỏ, hàng bình dân thì hôm nay em không lên. Hôm nay thì em phải đứng thật cao để quay chiếc cánh 40 này. Bởi bản thân của nó cao 2 mét cơ. Thế nên là phải bắt buộc phải đứng ở trên cái ghế này thì mới quay được. Trước tiên, thân là gang sắt, thân cột gang sắt, chân đế gang đúc lặng. Con này nó lặng gần 20 kg các bác nhé. Em đấu giá vận chuyển từ Nhật về là nó rơi vào tầm khoảng gần 30 kg cả thùng vận chuyển về. Các bác nhìn con này, mặt con này nó là sơn sần, mặt là sơn sần vẫn còn nét căng như kẻ chỉ luôn các bác nhé. Đây mặt đế này, con này là đế có bánh xe các bác nhé, đế có bánh xe di chuyển này các bác này. Đấy, đế bánh xe con này rất là đẳng cấp, rất là đẳng cấp luôn. Thân cột của nó không một tí vết. Để em xoay từng tí một, không là nhiều khi là các bác nhìn nó không rõ. Thân cột không một tí vết, kể cả phần ốp mạ lốc này dưới này vẫn còn sáng choang này. Đấy. Còn mặt sàn của nó là gần như là cũng không tí vết các bác nhá. Mặt sàn của nó lét căng luôn. Con này dây của nó trắng phau. Dây mít này. Các bác nhìn dây của nó vẫn trắng phau này. Khóa đai nhé còn nguyên này. Đấy, trắng phau nhá. Từ cái thân cột này cũng vậy này. Không có một vết xước, tức là gần như không vết xước luôn. Em thích bán một chiếc cánh 40 mà đẹp như này, các bác có thể đến tận nơi xem trực tiếp nhá. Vì là những dòng cao cấp này, nói thực sự là chỉ có những bác nào mà mua hàng của nhà em quen rồi. Chứ còn nếu mà các bác mà mới thì các bác, nếu mà các bác hỏi chậm thì các bác, nếu mà còn thì các bác cứ đến nơi tận nơi xem trực tiếp để cho mình biết là cái thực tế nhất. Con cánh 40 này nó còn VIP hơn cả con tô cánh 40 nhiều. Các bác con tô hoặc con salier cánh 40 thì không thể so sánh với con mít thì được. Mít thì chỉ so sánh với la thôi. Chứ
không thể so sánh với lại những Salio hoặc là Toshiba được. Toshiba thì không thể so sánh như nó được. Này các bác nhìn, gang sắt toàn bộ, đây là cái lúm của nó này. Màu vẫn còn màu vàng đồng này, cái lúm hãm này. Này các bác nhìn, đấy phần ốp đấy, ốp lốc ấy. Chân đế sau trước cũng không một tì vết gì đâu nhé. Con này gần như mới đét đe luôn. Tiếp theo, con này kể cả là cái bầu này, bầu này là gang sắt này. Bầu này là bầu gang sắt, không có vết xước các bác nhé. Không có vết xước đâu. Nếu nói để mà bầu đẹp như này, cổ này, phần này lốc này. Đấy. Còn đây là hộp số này, gang sắt hết. Các bác nhìn phần cổ của nó này, sáng loáng luôn. Này các bác nhìn đây, lốc này. Và thân của nó này, bóng liễng. Con này thì con nó là dòng, nó dòng quạt VIP các bác ạ. Dây cổ này, dây cổ trắng này. Đấy, các bác nhìn bầu lét căng. Con đây là gọi là gang sắt, bầu gang sắt hết. Con quạt cổ này các bác thường biết rồi, trên là màu tím than này. Phần là hộp số này là cái phần này, bản này là màu tím than các bác nhé. Đằng sau của nó mới đét đe đe luôn, mới đét luôn, không tì vết từ con ốc, ốc lốc hết. Con này thì đúng thực sự là mới tắt điện, kể cả bầu này không vết xước luôn. Vì nó ở trên cao là chẳng ai có động đến nó nên là nó ok là đúng rồi. Vì nó quá cao. Hộp số con này là số bấm các bác nhá. Số bấm này. 1 2 3 này. Đấy. 1 2 3 này. Đấy. Đấy các bác nhá. Thương hiệu logo này. Led căng luôn. Con quạt cổ mà cánh 40 này các bác cứ tìm trên thị trường, nó họ bán bao tiền mà đẹp không một tí vết thì các bác cứ hỏi thử xem họ bán bao tiền biết ngay. Đây này, các bác nhìn đây là cáp. Đây, tôi đang cáp đây các bác nha. Đây. Đấy, gọi là đồng hồ cáp. Con này lồng của nó là lồng xi sáng, lồng đúng như lồng của con vương miện luôn, đét đe luôn. Hoặc là con palakun vương miện các bác nha. Đây. Tất cả của nó mới đét tê ra luôn. Lồng này là lồng VIP các bác nhé. Con này kể cả logo này, logo vành quanh ngoài là hạt cầm này, logo mới cứng này. Chóp này các bác nhìn, chóp cánh này, chóp mới két kẹt kẹt luôn này. Đấy, các bác nhìn chưa. Đấy, con này cánh màu đẹp, màu sẫm, quá đỉnh luôn với con cánh 40 này. Nếu nói cánh 40 là các bác cứ tìm hiểu trên thị trường mà gang sắt họ bán nó bao tiền. Vài em cũng đã bán những chiếc có thùng xốp khoảng trên 30 triệu rồi. Đấy, những chiếc nếu còn thùng xốp, còn chiếc này thì thực ra nó không còn thùng xốp nhưng nó mới, không kém thì chiếc thùng xốp mà em đã bán rồi. Cái dòng này nó là dòng VIP, cánh 40 thì các bác thừa biết rồi, 35 thì đầy, nhưng 40 thì quá là hiếm luôn. Các bác nhìn đây, bầu của nó là gang sắt toàn bộ nhé, dây dạ led căng. Đấy, con 40 này. Con 40 này thực sự là các bác là phải đam mê, cũng như nhà của các bác thích sở hữu những chiếc cánh 40 có không gian rộng để trưng bày, để mang cái tính chất thương hiệu nhà mình thì liên hệ với em nhé. Con này thì không có một điểm trừ, không một điểm trừ luôn, cánh kiếc là lét căng như kẻ chỉ hết. Đó nhá. Lồng mè cũng vậy, lồng của nó lét căng luôn. Tất cả của nó là zin đét đẹp luôn, từ chân đến đầu. Đấy. Chiếc này thì cũng nói luôn với các bác là mã của nó là 804, có giá là 26.500.000 đồng. Đấy, giá này thì bác nào mà thực sự quan tâm thì alo cho em, còn không các bác cứ xem thoải mái nhé. Để các bác so sánh này, các bác phải so sánh thì mới phân biệt được cái độ đẹp hay là độ mới của nó. Đấy, đét căng như kẻ chỉ luôn, hộp số, thân. Đấy, mới đét tê ra luôn. Đấy. Đấy. Bác nào quan tâm alo cho em nhé. Còn đây này, con này nó có bánh xe di chuyển. Đấy. Có bánh xe di chuyển luôn. Tiếp theo thì em sẽ lên dòng sản phẩm nữa. Đó là một chiếc quạt la bàn.
Em thì em cứ thích là làm những cái hàng nó đẹp, thực sự là hàng mới, để mà các bác mà khi các bác mua về các bác sưu tầm, các bác chơi thì cũng cảm thấy rất là ok. Còn tất nhiên là hàng, ví dụ như hàng bình dân chẳng hạn, có giá tầm 1 triệu, 2 triệu thì không nói làm gì, 7, 8 triệu nó khác. Đấy. Đủ các loại luôn để các bác lựa chọn nhá. Con này cũng mới đét đe đe luôn. Con này là hàng, nó là hàng VIP. Cùng đời cùng sinh ra, nhưng mà mỗi một dòng sản phẩm nó lại khác nhau, nó không hề giống nhau. Nó không hề giống nhau luôn. Con này mới cứng như là vừa mới, gọi là gần như là chưa sử dụng. Mới gần như chưa sử dụng luôn. Mới gần như chưa sử dụng luôn. Wow. Là mới tinh. Tất cả nó gần như mới tinh luôn. Mới như chưa sử dụng nha các bác nhé. Lồng mới tinh. Đây các bác nhìn từ cái logo này. Mới đét tê đe luôn này. Chóp trước mới cứng. Các bác nhìn nha. Mới kính quang luôn. Những chiếc mà nó đẹp, nó mới như thế này thì các bác muốn tìm nó gần như quá ít luôn, quá hiếm luôn. Quá hiếm luôn. Thực sự là em không phải là lấy đâu, nhưng mà đối với các bác cứ tìm hiểu trên thị trường. Khi các bác mà muốn săn những hàng đẹp, tìm những hàng đẹp thì các bác cứ vào kênh của nhà em. Vì là lý do sao nó mới này, em nói luôn này các bác này. Tất cả không có một cái gì thay đổi được những cái phần này. Đây các bác nhìn này, nó mạ lốc này, sáng bóng như gương. Có nghĩa là lôm na này giải thích là chiếc quạt này gần như người ta chưa sử dụng. Gần như người ta chưa sử dụng. Đây các bác nhìn này. Tất cả những cái, đây này, những cái phần ốp lốc này. Đây các bác nhìn này. Không có một vết rôm, em quay máy đến tận nơi này các bác nhìn thấy luôn. Kiếm những con mà mới như thế này là gần như không có luôn trên thị trường. Tức là gần như không có, tức là các bác cứ tham khảo là các bác biết ngay là lập tức. Cho dù là hàng thùng xốp bóc ra thì cũng chưa chắc đã là những chiếc mà đã để mà đạt đỉnh cao như những chiếc này. Không một tí vết. Thân cột cũng vậy nhá, trắng muốt từ trên xuống dưới này. Lồng cũng vậy. Mà tiếp theo này các bác nhìn. Này các bác nhìn này. Độ mới của nó này. Và độ mới này từ cái thân con này, tem luôn này, tem của nó vẫn còn nguyên này. Đấy. Tem này. Đấy. Và chân đằng sau của nó này mới đét đe đe luôn. Dây điện này mới cứng. Dây điện. Đấy. Các bác nhìn thấy từ cổ này, thân này, gần không một tì vết nào luôn, không một tì vết nào, mới con mới cứng như này. Các bác nhìn này, quan trọng nhất này, cái phần này nó có mới này. Đấy, những cái này mới này. Phím số là trắng phau này. Cái này là cái bẩn này. Phím số trắng như là ngọc trinh luôn này. Đấy. Đấy, tất cả phím số này của nó, độ bóng nó vẫn còn bóng nguyên. Tay là thực ra là vừa mới bóc vào trong thùng ra, em chưa lau nhá. Nhưng mà đây nó bóng liếng luôn, bóng như cả liếng luôn. Phần này, số này, cái túp lăng bập bênh này. Các bác nhìn thấy con quạt đẳng cấp và cỡ nào ấy, thì các bác nhìn thấy không biết luôn, cánh mới tinh. Cánh của nó không có một tì vết gì luôn, sợ thật. Chóp trước xoay gương luôn. Các bác nhìn xoay gương luôn nhá. Đấy. Đúng là xoay gương luôn. Dòng này là chóp đầu đạn ốc chí các bác nhá. Dây dọ bầu này gang sắt hết. Chiếc mới như này các bác không, gần như các bác muốn mua hoặc là các bác muốn tìm một chiếc mới như này để mà chơi thì cũng không phải là dễ, không phải lúc nào cũng có các bạn, không phải lúc nào cũng có.
các bác có thể mua những chiếc 3 triệu, 2 triệu thì các bác có thể mua được, còn những chiếc mà mới đẹp thì chắc chắn là còn khó luôn. Dây dọ thì của nó vẫn còn ok, chưa động hề, tuốt tát gì, chưa lau chùi gì. Đấy, con này là dây phích cắm ngoài, nguồn ngoài nhá, phích cắm ngoài luôn. Từng ly từng tí một các bác ạ. Sướng nhất là một con quạt gần như nó mới đến gọi là 98-99% luôn. Đúng là mới 98-99% luôn, chứ không phải là mới gọi là tầm nó là bao nhiêu phần trăm nữa, không có đâu. Tức là nó gần như là tất cả nó hoàn thiện và hoàn mỹ luôn. Đấy các bác ạ. Chiếc này thì cũng như là theo yêu cầu của một số bác, mà cách đây em cũng có một vài clip, cách đây cũng lâu lâu rồi thì có bác cũng đã mua và nhiều bác này cũng dặn. Nhưng mà hôm nay thì em về để công khai, vẫn là cái công khai các bác nhé. Cái độ mới nó khác nhau và tiền nó cũng khác nhau. Các bác cứ thích cái hàng mới thì các bác alo cho em thôi. Còn nếu nói thực sự các bác là chả tìm ở đâu trên thị trường mà có những chiếc cánh 30 đấy, găng sắt toàn bộ mà mới đét đe này không có. Mã 603, mã 803 các bác nhé, 803 và có giá là 6.600.000 đồng. Bác nào quan tâm thì alo cho em nhé. Đấy, bác nào mà thích những cái dòng VIP chất lượng này thì alo cho em. Tiếp theo bây giờ thì em sẽ lên cho các bác tranh thủ một số chiếc lồi áp suất, vì là cũng là đề xuất cũng là rất là cao, vì rất nhiều bác cũng đam mê về dòng lồi áp suất. Đây là một chiếc lồi áp suất có độ mới lên 98% các bác nhá, và độc nhất vô nhị trên 100 chiếc thì hôm nay đúng là có một cái mẫu này, là có cái hình thức này cũng như là đặc biệt đấy, dành cho cái clip của ngày hôm nay. Đó là một chiếc lồi áp suất, chiếc này có dung tích là 6 lít các bác nhá. Và chiếc 6 lít này thì các bác thừa biết rồi, thì gần như là nếu mà những chiếc mới, không những trong Nam ngoài Bắc, các bác mua một chiếc mới thì các bác phải biết là nó giá trị của nó khoảng bao nhiêu tiền. Đấy, còn chắc chắn là nếu mà những chiếc mới tinh như thế này thì gần như là không có một chiếc nào là rẻ cả. Với cái dung tích 6 lít này, thực tế nếu mà từ bên Pháp các bác vận chuyển về Việt Nam mua một chiếc lồi thôi thì cái tiền mà các bác vận chuyển về đến nhà thì nó sẽ gấp 4 lần so với chiếc lồi này. Đấy, mua tại Việt Nam. Vì là nhà em không phải là em về một chiếc mà em về cả trăm chiếc ấy, thì tất nhiên là cái giá thành của nó cũng sẽ rẻ hơn nhiều so với lại các bác mua chiếc một các bác nhá. Con này thì là đúng là màu đặc biệt, tức là màu của nó này, màu cam. Màu này là màu đặc biệt, tức là gần như là 100 chiếc thì có một chiếc và sẽ không có chiếc thứ hai. Các bác có hỏi em, nếu em bán rồi các bác có hỏi em cũng không có nữa, tức là không bao giờ còn cái màu này nữa. Đấy, và 100 chiếc sau nữa thì em không biết, nhưng mà nếu mà nói để 100 chiếc mà em về thì đúng là duy nhất, độc nhất của nó là màu vậy nhá. Còn tất cả cái hình thức này của nó là nhựa sừng hết. Đây là phần này là nhựa sừng các bác nhá, kể cả cái này cũng là nhựa sừng. Đấy, cái nút nhấn này là nhựa sừng, cái van khóa suất này cũng là nhựa sừng, và nút bấm này cũng là nhựa sừng. Đây là khi các bác muốn là mở lồi ra này. Con này thì đúng là tắt điện luôn. Đội đẹp đẹp của nó là tắt điện luôn các bác, đẹp tắt điện luôn. Con này thì em đã test nước lon rất là ok rồi, mọi chi tiết này em đã test chuẩn chỉ luôn, lồng đẹp sáng bóng luôn, cả trong và ngoài nhá. Con này thì nó cũng hơi gọn so với gia đình các bác, cả để không gian bếp các bác nhá. Chiếc này thì là chiếc quay bấm, các bác muốn cho nó gọn thì các bác ấn vào đây, nó có một cái nút này. Đây, cái quay nó sẽ gập đây, nó gọi là quay gập các bác nhá. Thì các bác để không gian bếp nó không vướng, nó không chạm bất kể một cái gì luôn. Đấy, nó gần như không chạm vào bất kể cái gì. Đây này, cái nút ấn vào nó đây, các bác bấm vào đây là rồi. Đây nút nhấn đây các bác nhá. Thì trong một không gian bếp thì các bác muốn gọn xuống thì các bác gập xuống như này, đôi quai không còn thò lên nữa, gật lên này, rất là tiện dụng luôn, cũng như là đẳng cấp về cái dòng quai gập. Cái bộ quai thì nó có thể đắt hơn so với những chiếc quai thẳng có giá khoảng vài trăm nghìn là chuyện bình thường các bác nhé.
mỗi một thương hiệu nó đều khác nhau, tức là nó không giống nhau. Đấy, lôm la một chiếc 6 lít này nó đẳng cấp, nó đẹp như thế nào. Đấy, nó đẹp gần như là mới biết đê luôn các bác, gần như mới biết đê luôn các bác nhìn. Đây, gần như mới đét đét đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn, tất cả thì em cũng cho các bác xem mà nó gần như là chi tiết cái độ đẹp và độ mới của nó này. Các bác nhìn, tất cả cái dòng này nó đều là hai đáy hết nhá, đều là hai đáy hết, thế nên là cứ yên tâm. Cái độ dày và độ chất của lốc đây là 6 lít này các bác nhỉ. Chiếc này dung tích của nó là 6 lít nhá. Em chỉ thích bán cho những bác mà đam mê về những cái dòng lồi VIP này. Đấy, tất cả cái gì cũng cứ thích những cái đẹp, không ai là thích cái xấu cả. Chắc chắn là những cái đẹp các bác có thể bỏ ra thêm vài trăm nghìn, nhưng các bác được sở hữu những chiếc đẹp thì các bác cảm thấy mãn nguyện với mình. Đây là chiếc này là mã số là 120 các bác nhá. Mã 120, các bác chụp lại màn hình luôn nhá. 120 và có giá là 2.500.000 đồng. Đấy, chiếc này là chiếc 6 lít và gần như là độ mới đét đê luôn. Đấy, quay gập đó nhá, nó gọi là quay gập. Đấy, đấy, các bác có thể là chụp lại màn hình với cái dòng sản phẩm này. Nếu các bác ok thì liên hệ với em, 2.500.000, rẻ hơn cả chiếc 4 lít đấy các bác ạ. Chiếc 4 lít thì có những chiếc còn đến 2.800.000 cơ. Tiếp theo là một chiếc 6 lít nữa nhé, 6 lít quay gập đỏ. Con này thì cũng là mới tắt điện. Đấy, có nghĩa là hôm nay em lên chỉ những chiếc đẹp và có giá trị, tức là gần như là độ mới của nó này. Các bác nhìn bóng như gương này. Đấy, màu của nó là màu này luôn nhé. Thế nên là tránh tình trạng là không bao giờ sợ, các bác sợ là lẫn lộn. Đấy, màu nào nó ra màu đấy, em chỉ luôn như thế. Đây, màu của nó đây. Đấy, mấy hai nữa là cái phần này, lốc của nó sáng loáng. Con này là rất tiện lợi khi sử dụng. Đây, khóa áp suất này, mở áp suất này, khóa áp suất này. Đấy, đỏ chót, quay đỏ. Dòng này cũng là dòng xịn sò luôn nhé. Tem mác các bác nhìn mới đét tê rồi, mới như là vừa mới sản xuất rồi. Con này mới chưa, độ mới của nó đét tê luôn. Nói luôn các bác là cũng với chiếc 6 lít này, có giá, có những chiếc có giá tầm khoảng 1.8 triệu, 2 triệu, 2.2 triệu, 2.3 triệu, 2.4 triệu, 2.5 triệu, 2.8 triệu, 2.7 triệu. Nói chung là cứ mới đâu thì tiền đến đấy, các bác không bao giờ phân biệt được. Các bác thích thì các bác mua, các bác thích là ví dụ là con này nó đẹp đúng theo ý của mình thì mua, còn không thích thì các bác lại xem con khác nó vừa túi tiền mình thì mình mua, chứ không đừng có bao giờ phân biệt là cái sự đắt rẻ đắt với bác nhưng rẻ với người khác. Nên là lên nhớ một điều như vậy, các bác chậm thì chắc gì là các bác đã mua được. Nếu các bác thích rồi nhưng mà các bác hỏi lại chắc gì đã mua được. Thế nên là đừng có bình luận là đắt hay là rẻ, các bác chủ yếu là các bác thích. Ví dụ bác không ưng chiếc này thì rồi đến lúc nào đó bác tung chiếc khác vừa túi tiền các bác thì bác mua, 1 triệu cũng có, 2 triệu cũng có, và đến 5 triệu cũng có. Nên là mình phải hiểu như vậy, ưng thì mình mua, không ưng thì mình xem, không sao các bác nhá. Chiếc này này, đây là quay gập này, các bác nhìn. Khi các bác muốn nhấc cái vung này ra, các bác chỉ việc cầm tay vào đây, nhấc ra, xong, mới cứng cựa, đúng không các bác? Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Cái độ mới của nó thì em cũng chả làm gì phải giấu nó cả, mà chả làm sao phải nước lon là em test có cả giọt nước vẫn còn, còn lòng của nó thì mới cứng cựa luôn. Con này thì mới tắt điện luôn các bác nhé, mới tắt điện luôn. Đấy, với cái độ đẹp như thế này thì các bác không có lý do gì mà là chê một chiếc lòi được. Nên là có nghĩa là các bác cảm thấy mà vừa túi tiền mình thì mua, không vừa thì thôi. Các bác nhìn đây này, mới tinh này, cái đè đít đôi của nó đây, các bác nhìn này, 6 lít. Đấy, kể cả từ quai, từ gầm quai này các bác nhìn này. Đây gầm quai này. Đấy, các bác nhìn chưa? Đấy, nó mới đét như thế cơ mà. Đấy, con này gần như người ta còn chưa đặt, chắc là người ta cũng chưa chắc đã dùng đâu, mà vì là nó làm gì có cái vết gì đâu, mà làm gì có một cái màu cái mè gì, hoặc là cái váng hay là cái ngấn gì ở trên cái lồi đâu, gần như là mới tinh rồi. Đấy, nó khác nhau hoàn toàn ở cái chỗ là cái hàng mà đã gọi là đã lướt qua sử dụng rồi thì nó khác, còn những hàng đẹp gần như là chưa sử dụng nó khác. Đấy,
Chiếc này thì em cho mã số luôn các bác nhé. Chiếc này là mã số của nó là 121 và có giá là 2.500.000 đồng. Đấy. Đây là chiếc 6 lít các bác nhé. Quay gập đỏ. Có những chiếc thì nó chỉ tầm 2.2, 2.3 thôi. Nhưng mà chiếc nó lại như vậy. Bác nào quan tâm thì alo cho em. Tiếp theo thì clip này thì em giới thiệu luôn. Đây là một chiếc lồi VIP. Hàng Tefal. Các bác nhé, hàng Tefal. Đây là một chiếc lồi VIP. Chỉ có những bác mà đam mê chơi thì mới hiểu đây là một chiếc lồi VIP các bác nhé. Chiếc này là dung tích của nó 4,5 lít. Nhưng con này thì đúng là đẳng cấp thực sự luôn. Nếu mà để mà đẹp, độ đẹp của nó thì gần như không đối thủ. Độ đẹp ấy, độ đẹp của một chiếc lồi này không đối thủ luôn. Các bác nhìn mới kẹt kẹt. Con này thì rất là mới, rất là mới. Đấy. Những chiếc này của nó là dòng rất là hầm hố và chất lượng các bác nhá. Kể cả cái bề mặt này, kể cả cái hình thức là ta trang trí này. Đấy. Trông nó cũng đẳng cấp hơn rất là nhiều. Và tính năng sử dụng của nó cũng là rất là đẳng cấp nhá. Đây là khóa này, đây là cái khóa này là mở này. Đấy. Đây là có hai lớp này, khi các bác đóng khóa này và khóa áp suất là cuối cùng, đây là khóa nhá. Khi các bác muốn xả áp suất này, đấy. Chức năng đầu tiên là xả vừa và chức năng cuối cùng là xả cho nó hết cái những cái hơi ở trong ra. Khi xả xong, các bác chỉ việc lật quai lên là xong nhá các bác nhá. Đây là cái quai này, đóng vào các bác khóa lại này thì cái quai này gần như không mở nữa này. Các bác nhá, đã khóa lại cái quai không mở được rồi. Còn khi các bác phải mở ra, đây khi xả xong rồi thì các bác mở ra sẽ ra luôn. Nó nhẹ tênh. Cái quai của nó cũng là rất dễ sử dụng này. Các bác chỉ việc cầm sách này. Đó nhá. Là nó ra. Mà hai nữa là các bác được xem luôn cả bên trong luôn. Mới đét đe đe luôn. Từ lòng từ giang rồi lòng mè của chiếc lồi 4,5 lít đẹp tắt điện. Con này đẹp tắt điện luôn. Rất thích. Áp suất cái đóng khóa của nó khóa phành phạch luôn. Khóa phành phạch luôn. Rồi, phần tiếp theo. Thành vách. Gần như kính quang luôn. Đây. Các bác nhìn Made in Phanxe 4,5 lít. Các bác nhá. Con này là cả cái phần quai này còn mới đét này, các bác nhìn gầm quai đấy, hai bên luôn chứ không phải một bên đâu, hai bên đều như nhau luôn đấy. Chiếc này mã của nó là 122 và có giá là 2.300.000 đồng. Bác nào quan tâm alo cho em nhé. 2.300.000 đồng cho chiếc VIP này. Tiếp theo là một chiếc bình dân nhất trên clip ngày hôm nay. Chiếc này dung tích của nó là 4,5 lít các bác nhá, cũng là quay gập đỏ này, quay gập này, các bác nhìn này, 4,5 lít quay gập này. Đấy. Quay gập đỏ cũng khóa đóng khóa áp suất như bình thường các bác nhá. Đây khóa đóng áp suất này. Đấy. Con này là 4,5 lít các bác nhá. Đấy. Mà nó là hệ quay gập đỏ. Đấy. Con này nó trơn, nó là dòng lồi trơn. Tem mác đầy đủ hết này, đẹp, tất cả của nó là gần như xịn sò luôn. Tefal, hàng của Pháp, xịn. Nhấc ra, phần trong của nó rất là ok các bác nhé, ok luôn. Đấy. Lòng đẹp xuất sắc. Thân thủ lốc dày, lốc của nó đây, lốc thành, lốc chiếc này của nó dày bịch này. Đấy. Đấy. Con này cũng rất là ok luôn. Nhưng mà dòng này thì nói luôn là các bác là mỗi một dòng nó khác nhau. Đấy. Các bác nhìn đây, thương hiệu của nó đây, 4,5 lít. Đấy. Đấy. Và Ranger. Đấy. Con này đẹp mỹ mãn luôn. Đấy. Đẹp
Với dòng này thì lại giá lại rất là bình dân các bác nhé. Bác Lào cũng có thể sở hữu được, cũng là hàng của Pháp đó. Nhưng mà nó lại bình dân hơn vì trong cái hình thức nó cũng tương đối thôi. Đấy, chiếc này là mã của nó là 123, có giá là 1.500.000 đồng. Bác Lào quan tâm alo cho em nhé, giá rẻ như là bất ngờ luôn. Đấy, trên clip ngày hôm nay thì nó là như thì vậy. Đấy, bác nào có nhu cầu thì alo cho em. Đấy, mới test tele luôn đấy, các bác thích thì alo. Còn những chiếc mà nó cao cấp hơn thì nó phải đắt hơn các bác ạ. Nó kể cả là có giá trị của nó khác nhau ấy, nên là nó khác nhau đấy. Còn bác nào có nhu cầu thì alo cho em theo số điện thoại 0975067846 nhá. Zalo của em cũng là số điện thoại luôn. Một lần nữa thì em xin hẹn các bác ở video clip sau.